Công ập Modern Warfare 3 sẽ dùng ai để giám sát game thủ? Activision dần công bố kế hoạch sử dụng công nghệ AI để chống lại hành vi độc hại trong công ập Duty Modern Warfare 3 sắp tới. Trong tương lai, Activision dần đã lên kế hoạch sử dụng AI để giám sát các cuộc đàm thoại trong công ập Duty Modern Warfare 3 với mong muốn giảm bớt những hành động tiêu cực. Phiên bản mới nhất của lập game Modern Warfare được khởi động lại gần đây đã được tiết lộ sau nhiều tháng đồn đoán và suy đoán về những gì. Người hâm mộ có thể mong đợi vào năm 2023, khiến nhiều người lầm tưởng rằng tự côn ấp Duty ti tiếp theo sẽ chỉ ra mắt vào năm 2024. Ngày 7 tháng 8, thông tin mới ngày càng dày đặc về quá trình chuẩn bị phát hành Modern phe 3 vào ngày 10 tháng 11. Hiện đã có thông tin tiết lộ rằng ATV dần đang hợp tác với một công ty có tên Modulate và đưa hệ thống kiểm duyệt trò chuyện bằng giọng nói ai vào côn ọc Duty Modern phe 3. tomo hệ thống kiểm duyệt ai của Modulate phát hiện lời nói câm Thù, phân biệt đối xử, biệt đối xử và quấy rối trong thời gian thực và đưa ra hình phạt tương ứng. Đây là một công nghệ mang tính cách mạng có tiềm năng giúp việc mai mối trực tuyến câu ngọc duty modern qua phe 3 trở thành một trải nghiệm thú vị và lành mạnh hơn nhiều. Sẽ có đợt trải nghiệm beta của Tomo cho các tự Cô ngọc duty hiện có, modern qua phe 2 và qua dôn, diễn ra vào ngày 30 tháng 8. Hệ thống kiểm duyệt dựa trên AI sẽ được phát hành trên toàn thế giới cùng với modern qua phe 3 vào ngày 10 tháng 11. Mặc dù đã có những điều tốt đẹp lý do để hào hứng với modern qua phe 3 hệ thống kiểm duyệt ai mới có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi, có hàng triệu người chơi công ợp duty trên khắp thế giới và gần như không thể dựa vào các phương tiện thông thường như báo cáo người chơi và kiểm duyệt thủ công với lượng người chơi lớn như vậy. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng việc triển khai Tomo thành công và không dẫn đến những lệnh cấm không công bằng như nhiều người chơi công ợp duty đã trải qua. Nói về Tomo, Giám đốc công nghệ của Activision. Michael Vance cho biết đây là một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra và duy trì trải nghiệm vui vẻ công bằng và chào đón cho tất cả người chơi rõ ràng lá tv dần đang rất coi trọng tính độc hại trên các máy chủ của mình do đó mặc dù có thể có một số vấn đề ban đầu với hệ thống mới nhưng vẫn có thể có một số lạc quan thận trọng